vừa qua công đoàn công thương việt nam phối hợp với bộ công thương tổ chức hội nghị ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh ngành công thương với chủ đề phát triển năng lượng mới năng lượng tái tạo là nhiệm vụ quan trọng góp phần xanh hóa nền kinh tế giảm sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng có nguồn gốc nhiên liệu hóa thạch hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh phát triển bền vững giảm phát thải khí nhà kính ứng phó với biến đổi khí hậu để thực hiện nhiệm vụ này, Bộ Công Thương đã trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp luật và thúc đẩy tổ chức thực hiện các hoạt động phát triển năng lượng tái tạo như chiến lược quốc gia về phát triển năng lượng tái tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển các dạng năng lượng tái tạo như phát điện từ rác thải, điện sinh khối, điện gió, điện mặt trời, cũng như việc ban hành nhiều quy định cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp phát triển cùng với đó bộ công thương cũng đã triển khai nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả tài nguyên nguyên nhiên vật liệu trong quá trình sản xuất công nghiệp giảm phát thải các chất gây ô nhiễm môi trường tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường